ông thường ngoại tình vì sáu lý do này. Thứ nhất, suy nghĩ chưa trưởng thành. Đàn ông chưa trưởng thành thường không biết coi trọng tình cảm vợ chồng. Anh ta hời hợt xem việc cưới vợ cũng giống như mặc một chiếc áo vậy, vui thì mặc, không vui thì cởi bỏ tùy ý. Do đó, việc ngoại tình của một người đàn ông chưa có đủ sự trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian. Vì suy nghĩ không chín chắn nên đàn ông kiểu này rất dễ làm tổn thương vợ bằng những lời nói và hành động bộc phát. Thậm chí, ngay với bản thân mình, anh ta cũng không lường trước được hậu quả nghiêm trọng của việc ngoại tình là như thế nào. Thứ hai, bản năng chinh phục vốn có. Bản năng chinh phục của phái mạnh vốn có từ thời nguyên thủy, do họ phải ra ngoài vật lộn với thiên nhiên và đồng loại để tìm kiếm thức ăn. Bởi vậy, bên trong con người của họ luôn tồn tại tính chiến đấu, chinh phục, tìm kiếm và chiếm hữu rất cao. Nhiều người đàn ông thích cái cảm giác chinh phục một người phụ nữ hơn là gắn bó lâu dài với một mối quan hệ. Việc tán tỉnh, hẹn hò với phụ nữ đem lại cho đàn ông cái cảm giác đạt được và chiến thắng. Và họ cũng muốn bản thân có nhiều chiến tích trong tình trường để thể hiện và tự hào khoe mẽ. Thứ ba, có điều kiện thuận lợi để ngoại tình. Đàn ông thường có nhiều điều kiện ngoại tình hơn phụ nữ. Bởi sau khi kết hôn, thường thì phụ nữ sẽ là người phụ trách đối nội, chăm lo quán xuyến mọi việc trong gia đình. Còn đàn ông thì lo đối ngoại. Vì vậy, đàn ông có điều kiện đi đây đi đó, tiệc tùng, giao tiếp và gần gũi với nhiều người, trong đó có phụ nữ. Đặc biệt, đối với những nghề nghiệp, công việc mà đàn ông phải xa nhà nhiều ngày, thì thường có tỷ lệ ngoại tình rất cao. Một mặt do họ bị thiếu thốn tình cảm và nhu cầu tình dục. Mặt khác, đàn ông khi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người phụ nữ trẻ đẹp mới lạ hơn vợ mình, họ sẽ khó tránh khỏi những sự quyến rũ, cám dỗ và sa ngã. Thứ tư, vợ chồng không hòa hợp và thiếu cảm xúc. Đàn ông cũng rất dễ vướng vào ngoại tình nếu như người bạn đời không thể hòa hợp, không có những giây phút nồng nàn và thăng hoa trong tình dục. Một người vợ không hiểu biết, không tâm lý hoặc tuổi tác sinh lý của vợ chồng khác biệt cũng rất dễ dẫn đến sự lạc nhịp trong đời sống vợ chồng, tạo ra nguyên cớ cho các ông chồng ngoại tình khi gặp được đối tượng phù hợp. Thứ năm, hôn nhân không hạnh phúc. Không phải mọi cuộc hôn nhân đều có mẫu số chung là hạnh phúc. Dù là cả hai tự gặp gỡ và có quá trình tìm hiểu cẩn thận, hay đến với hôn nhân qua mai mối, thì vẫn luôn có những sai số có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Tỷ lệ ngoại tình do hôn nhân không hạnh phúc là rất lớn. Điều này xảy ra ở cả các đôi mới kết hôn một vài năm, lẫn những người đã kết hôn lâu năm. Những cặp đôi vừa bước vào hôn nhân thì thường có xung đột lớn về quan điểm sống, trong khi các cặp vợ chồng sống với nhau lâu năm, đến một lúc nào đó thì lại cảm thấy nhàm chán bởi cả hai đã không còn dung hòa được những sự khác biệt trong tính cách hay những điều trái tính trái nết của nhau. Ai cũng có cái tôi của riêng mình, cũng như cách nhìn nhận về cuộc sống. Những bất hòa, tranh cãi, xung đột,
nếu không được hóa giải, sẽ làm cho đàn ông dễ chán nản, muốn tìm đến niềm vui ở bên ngoài. Nhất là sau các cuộc tranh cãi mạnh mẽ với vợ, đàn ông cảm thấy bản thân không còn giữ được vị thế của một người trụ cột, có uy lực trong gia đình, thì họ rất hay tìm kiếm một người phụ nữ khác biết phục tùng họ, để cho họ có được cái cảm giác được ra oai, được làm nóc nhà đúng nghĩa. Thứ sáu, tìm được đối tượng ưu tú hơn. Vì giữ vai trò đối ngoại trong gia đình, đàn ông có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người khác giới, ở nhiều vị trí và ngành nghề khác nhau. Từ đó, họ không khỏi nảy sinh tư tưởng so sánh vợ với những người phụ nữ mà họ từng gặp. Khi cảm thấy bản thân đã tìm được một người phụ nữ được cho là ưu tú hơn, phù hợp hơn và tâm đầu ý hợp hơn, thì họ sẽ nhanh chóng tham gia vào một mối quan hệ lén lút. Nhiều người đàn ông ban đầu cũng dự định sẽ lén lút một thời gian thôi, nhưng rồi càng ngày họ càng lún sâu vào mối quan hệ vụng trộm đó, không thoát ra được, trở thành người phản bội vợ, dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Nhưng trớ trêu thay, mối quan hệ ngoài luồng đó không phải lúc nào cũng màu hồng như họ nghĩ. Khi gắn bó với nhau nhiều, họ sẽ dần nhận ra, ngoài những mặt ưu tú thì người kia cũng có đầy các nhược điểm không thể chấp nhận được. Nhưng khi tỉnh ngộ ra thì vợ chồng đã ly tán mất rồi, thậm chí nhà cửa và công danh sự nghiệp giờ đây cũng đã tan tành theo mây khói,